Trước đây, các cơ sở chế biến thái dược liệu chủ yếu nhờ vào phương pháp thủ công, sẽ rất mất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt đối với những dược liệu cứng, khó cắt hay những dược liệu yêu cầu thái rất mỏng và phải đều nhau, gây khó khăn cho nhân công, dẫn đến vỡ vụn dược liệu. Bên cạnh đó, việc thái dược liệu bằng tay trong thời gian dài sẽ gây mệt mỏi, chán nản và có thể gây nguy hiểm cho người lao động. Hiểu được nhu cầu của thực tiễn, hãng 3A xin giới thiệu tới bạn máy thái dược liệu băng tải 3A 2,2 kW. Máy với tính năng thái lát và cắt khúc các loại dược liệu, thuốc nam dạng thân thảo hoặc cành nhỏ như linh chi, cây đinh lăng, xài đất, vàng đắng, cà gai leo, kim tiền thảo. Ngoài ra, máy còn thái các loại rau củ, sản phẩm đầu ra đồng đều, thẩm mỹ, cho năng suất vượt trội lên đến 400 kg/giờ. Máy thiết kế phù hợp với các cơ sở đông y, chế biến thực phẩm, phòng khám. Máy thái dược liệu băng tải 3A 2,2 kW được chế tạo bằng inox và dao cắt bằng hợp kim. Máy được thiết kế băng tải nạp liệu với kích thước 1200 x 215mm, giúp người dùng vận hành một cách an toàn. Để điều chỉnh kích thước nguyên liệu đầu ra, người dùng cần điều chỉnh tốc độ băng tải. Khi băng tải chạy chậm thì kích thước sản phẩm đầu ra sẽ ngắn. Khi băng tải chạy nhanh, kích thước sản phẩm đầu ra sẽ dài. Sản phẩm ra có kích thước tối đa là 25mm. Nguyên liệu có thể sử dụng cho máy gồm linh chi, cây dược liệu có độ cứng cao, rau, củ, cà rốt, su su, dưa chuột. Kích thước nguyên liệu đầu vào tối đa 200 x 65mm. Máy thái dược liệu băng tải 3A 2,2 kW kiểu mới đã được rời vị trí dao cắt ra đầu băng tải. Do đó, các nguyên liệu cứng sẽ được đưa ra hết băng tải rồi mới cắt. Khi cắt mạnh sẽ không làm ảnh hưởng tới băng tải, vẫn đảm bảo nguyên liệu đầu ra đồng đều và đẹp mắt. Để vận hành, người dùng cần cấp nguồn điện cho máy, sau đó bật công tắc nguồn, cho máy chạy không tải 1 phút để máy chạy ổn định. Sau đó cấp nguyên liệu lên băng tải. Tại đây, băng tải sẽ tiếp tục dẫn động đến trục dao qua bánh răng và xích. Băng tải chạy kéo theo nguyên liệu đi qua dao băm. Nguyên liệu được băm thành lát, khúc rồi rơi xuống phễu ra ngoài. Máy hoạt động với công suất 2,2 kW và nguồn điện 220V, vận hành mạnh mẽ, máy có thể thái bất kỳ vị trí nào của dược liệu. Với độ cứng mềm khác nhau như thân, củ, lá, rễ, cành, sản phẩm đầu ra đồng đều và đẹp mắt. Việc thái nấm linh chi được sấy khô để sử dụng là rất khó. Để giải quyết mọi khó khăn về công việc thái nấm, máy thái dược liệu băng tải 2,2 kW tại 3A sẽ giúp bạn thái nấm trong thời gian ngắn và sản phẩm thu được đồng đều. Công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú, địa chỉ chuyên cung cấp chế tạo máy nhà bếp, máy nông nghiệp, máy môi trường luôn được bà con ủng hộ nhiệt tình và ứng dụng vào mô hình sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế một cách vượt trội. Tại 3A, đội ngũ kỹ thuật viên làm việc chăm chỉ, sáng tạo, luôn đi sâu vào thị trường để giúp bà con nông dân giải quyết vấn đề khó khăn đang gặp phải. Đến với 3A, mọi khó khăn của bà con đều được tháo gỡ một cách nhanh gọn. Những thiết bị được chế tạo chất lượng, giá cả hợp lý, kỹ thuật viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo. 3A, điểm tựa thành công của bà con nông dân. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422 050505 ở khu vực miền Bắc và 098 493 0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.